Ê, bộ chưa dứt được hả? Dứt cái gì? Thì chuyện với chị Tâm Ý đó. Nói gì vậy? Nè, hồi nãy lúc gặp chị Tâm Ý á, tôi thấy bạn á nhìn chằm chằm chị hoài à, không chớp mắt luôn. Thì có. Bạn đừng có nói dối tôi nữa. Có chuyện gì á thì cứ nói thẳng với chị đi, rồi chị sẽ hiểu thôi mà. Thôi đi, đây phải chuyện của ông. Thôi, tôi bạn thân của bạn tôi hiểu hết. Thấy bạn như vậy á, tôi buồn lắm. Với lại á, tôi cũng là người từng trải. Tôi hiểu cảm giác của việc yêu đơn phương. Nó không có hạnh phúc đâu. Không ấy á, để tôi chỉ bạn vài chiêu. Áp dụng với chị, chắc sẽ được mà. Thằng nghiêm đi. Trời ơi, tôi thấy bạn vậy tôi không có nở, bạn hiểu không? Nè, bữa giờ tôi có đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm hay lắm. Tôi gửi cho bạn vài cuốn, bạn nên áp dụng với chị nha. Nè, nếu bạn còn coi tôi là bạn thì bạn nên im đi. Còn nếu nói một lần nữa thì nghỉ chơi đó. Cái gì ghê dữ vậy trời? Bạn hù tôi hả? Thì bạn thử coi tôi hù bạn không. Nói chứ mấy cuốn tiểu thuyết hay lắm. Im đi. Chuyện tình giữa con trai bà chủ và chị giúp việc. Wow, mới nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đó. Mình phải viết tiểu thuyết mới được. Bạn gái tôi là người giúp việc. Nếu muốn trả thì bắt chị ta phải chạy tới đây. Trả cho tôi đi mà. Không là tôi báo công an đó. Mày bị đứt dây thần kinh sợ hãi rồi hả? Nè, ngon lấy đi. Mày đụng vô một cái, tính mạng không cần mày tính không? Nè, thằng nhóc, mày bị điên hả? Trả đồ cho chị ấy. Trả cái đầu của mày á. Anh trả cho chị nè. Cảm ơn. Cái thằng nhóc này đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Ăn rồi chỉ biết lông nhông ngoài đường không à? Mẹ nè. Đây là chị Tâm Ý, giúp việc mới của nhà mình đó. Quang, xuống cơm đi con. Con xuống liền. Chương 2, tỏ tình. Ây da, ôi, xin lỗi chị nha. Tôi xin lỗi cậu mới đúng, tôi chặn cửa cậu mà. Không sao. Ủa, cậu mới về hả? Tôi dọn cơm rồi á, cậu vô ăn rồi để đó đi. Lát tôi dọn nha, giờ tôi ra ngoài chút. Chị ơi, hôm nay chị làm tóc xinh lắm á. Cậu ra trước đi. Thôi chị vô trước đi. Thôi cậu ra trước đi, cậu là chủ mà. Chị vô trước đi nè. Chị Tâm Ý ơi. Chuyện gì vậy? Chị thấy em sao? Sao là sao? Chị thấy con người của em như thế nào? Bình thường. Nhưng mà hình như là em thích chị rồi á. Chị
Tâm Ý ơi, chị còn ngoài đó không vậy? À, còn. Em thích chị thật. Em thích chị được chứ? Vậy thôi. À, chị cứ coi tôi cũng vậy. Tôi cũng thích cậu lâu rồi. Con đang học bài mà mẹ. Mẹ có tin, mẹ vô coi mới được. Lớn rồi chứ phải con nít đâu. Chương 3, vật cản tình yêu. Con sẽ cưới Tâm Ý. Hả? Con bị điên hả? Con có biết là con bao nhiêu tuổi không? Bộ hết con gái sao mà đi cưới người giúp việc hả? Tuyệt đối là không. Nếu mà ông với ba mẹ không cho con cưới Tâm Ý thì con sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Trời đất ơi, con cái thằng điên này. Mày đi đi, mày ngon mày đi cho tao coi. Tâm Ý, con nói cái gì đi chứ? Dạ, con... Cản nó đi ý. Con sẽ theo Nguyên. Trời đất ơi, không cản, còn ủng hộ nữa. Kể từ ngày hôm nay, tôi đuổi việc con. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi đâu hết á, em ở đây. Mọi người xem đi. Hùng thú hay cái gì? Chắc báo nợ. Hả? Rồi, môn nào cũng 10 điểm hết luôn hả? Toán 10 điểm, ngữ văn 10 điểm, vật lý 10 điểm. Môn nào cũng 10 điểm hết. Đúng. Đó là điểm cuối kỳ của con. Với số điểm này, con tự tin con sẽ đậu đại học. Ngay cả trường đại học tự nhiên, đại học y dược hay là đọc bách khoa đều dư sức đậu. Mọi người hãy cho con cưới Tâm Ý thì con sẽ giữ tiếp tục phong độ này. Còn nếu không thì con sẽ nghỉ học và rời khỏi ngôi nhà này ngay bây giờ. Trời ơi, áp lực quá. Trước khi gặp Tâm Ý, con không bao giờ để ý đến thành tích học tập. Nhưng chính cô ấy là người đã tạo cho con động lực để học hành. Trời ơi, ông hãnh diện với con quá. Toàn là điểm 10 không mà con ơi. Cho cưới, ông tán thành. Mẹ cũng đồng ý. Con trai của mẹ, chỉ cần con giữ vững phong độ 10 điểm như thế này, mẹ tán thành cho con cưới vợ. Chương 4, chúng tôi đã kết hôn. Dạ, thưa ba chồng, mẹ chồng con đi học. Thưa ba mẹ ruột con đi học. Con trai. Con dâu. Đi học vui vẻ. Dạ. Bà xã, ôm ông xã vô, tụi mình sắp chạy vào học rồi đó. Em biết rồi, ông xã. Ui. Ủa, sao vậy? À, anh giỡn á. Cái anh này kỳ quá à. Ôm anh vô đi. Ôm đó nha. Đi thôi. Bà xã ơi, xong chưa? Ừ. Sao xong rồi? Có gì ông xã? Anh nhớ em thôi à. Vậy hả? Em cũng nhớ anh nữa. Thôi nha, mai thi rồi đó. Thì nắm tay chút đi mà. Ừ, tụi mình nhất định phải thực hiện lời hứa với ba mẹ đó. Thì dĩ nhiên là phải thực hiện lời hứa rồi. Nhưng mà nếu mà bà xã hôn ông xã ăn cái, ông xã sẽ có động lực để tập trung chăm chỉ hơn á. Sau khi hôn rồi, mình sẽ cùng nhau học đại học. Và sau đó lại có con. Chị Bi. Của em nè. Cảm ơn anh. Uống đi.
gì vậy? Như bụi bay mất rồi sao? Rồi anh có sao không? Bên mắt nào? Để em thổi cho. Quang à, xuống cơm. Con không có ăn đâu. Alo, anh nghe nè. Gặp em ở đâu? À, rồi rồi rồi, anh biết rồi. Thì gặp em ở đó nha. Anh thấy kiểu nào đẹp mà, anh thấy như sao? Em cũng vậy á. Nhưng mà từ nãy giờ em thấy cái kiểu nào đẹp nhất? Cái này là hợp với em nhất. Alo, đợi chút nha. Nói đi. Alo. Em nè, anh đang nhìn chị đó. Chị xin lỗi, chị đã quyết định rồi. Chị sẽ cưới anh thiệt hả? Sẽ cưới anh Sĩ. Anh Sĩ là một người rất tốt. Nhưng mà đó đâu phải là người chị yêu đâu. Chị nói rồi, chị yêu anh. Ủa, em sao vậy? Tại vì em tưởng tượng đến lúc mà em với anh lấy nhau á, em vui quá, anh xúc động luôn. Chọn tiếp ha. Cái gì vậy? Chị My, tại sao chị lại lấy người chị không yêu chứ? Em yêu chị, chúng ta luôn thuộc về nhau mà. Chị My, đừng bỏ em mà chị My. My, My. My. Em yêu chị, mình cùng đưa cháu đi trốn nha chị My ơi. Chị sẽ đi với em. Chị biết khi bên cạnh một người chị không yêu, chị sẽ không hạnh phúc. Mình đi thôi em. My. My. Diễm My và Kỳ Quang đã bỏ trốn đến một nơi thật xa. Mọi chuyện như trong tiểu thuyết thì hay biết mấy. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.